Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ sản phẩm rau củ quả qua sơ chế, chế biến bảo quản và phân loại đúng quy trình kỹ thuật đạt 25-30%, giảm tổn thất sau thu hoạch xuống dưới 10%. Lâm Đồng đang từng bước nâng cao chất lượng, giá trị cho sản phẩm nông sản sau thu hoạch mang thương hiệu Đà Lạt. Diện tích trồng dứa của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vào khoảng trên 400 hecta, chủ yếu được trồng tại thị trấn Ran. Dứa được trồng không chỉ trên vùng đất thấp mà còn cả trên đất đồi với những độ dốc khác nhau. Dứa Cayenne được trồng ở Đơn Dương có trọng lượng quả, đường kính và chiều dài tương đối đồng đều nhau, có trọng lượng trung bình khoảng 1,5 kg trên một quả với các chỉ số rất phù hợp trong chế biến và xuất khẩu tươi. Hiện nay, giá trị đầu tư trung bình 1 hecta dứa tại địa phương vào khoảng 40 đến 60 triệu đồng cho thu 60 tấn trái trong năm đầu tiên. Đến năm thứ hai, sản lượng này tăng gấp đôi cho thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng một năm. Cây thơm này thì nói chung là công chăm sóc ít hẳn hơn so với lại cái cây La Ghim. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là về cái bên môi trường thì nói chung là cái sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật của cái cây thơm này hầu như là không có so với cây La Ghim. Do đó về mặt môi trường nó rất là đạt. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương phối hợp với các ngành thực hiện nhiều hoạt động để quản lý và phát triển nhãn hiệu dứa Cayenne bằng việc xây dựng các quy trình, quy định quản lý, thiết kế hệ thống tem nhãn và tài liệu tuyên truyền, triển khai các lớp tập huấn cho các hộ sản xuất, các doanh nghiệp giới thiệu nhãn hiệu chứng nhận và bước đầu đã hoàn thiện cơ chế giữa những cơ quan quản lý nhãn hiệu và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong việc quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận như tập huấn, thẩm định điều kiện sử dụng nhãn hiệu, tuyên truyền, quảng bá nhãn hiệu nhằm góp phần đưa nhãn hiệu chứng nhận gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh vào thực tiễn. Đây là cánh đồng lúa nếp quýt, một đặc sản của địa phương. Trước đây, giống lúa này chỉ được một số hộ dân ở An Nhơn trồng để phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Nhưng giờ đây, ở cánh đồng An Nhơn, nếp quýt đã khẳng định vị thế của mình trong tất cả các giống lúa mà người dân nơi đây đang canh tác. Hiện nay, trong hơn 550 hecta đất trồng lúa của xã An Nhơn, thì đang có tới 350 hecta chuyên canh nếp quýt. Hiện mỗi năm, cây nếp quýt được người dân An Nhơn gieo trồng vào hai vụ là vụ mùa và vụ đông xuân. Theo tính toán của người dân, trung bình mỗi năm nếp quýt mang lại cho họ nguồn lợi nhuận từ 65 đến 70 triệu đồng trên một hecta. Cái cây nếp quýt này thì nó thơm, dẻo, ngon và được nhân dân ưa chuộng, cho nên là nhân dân đã sản xuất đại trà. Về cái hiệu quả kinh tế thì cái giống nếp quýt này thì có hiệu quả kinh tế là cao hơn giống cây trồng khác. Thì từ ngày nếp quýt được công nhận là thương hiệu thì được nhà nước công nhận thì thấy là cái đầu ra nó ổn định hơn. Khi mà chúng tôi được cái công nhận, cái chứng nhận cái nhãn hiệu á, gạo nếp quýt á, thì liên quan tới công tác quản lý thì chúng tôi cũng đã làm việc với chỗ sở hữu trí tuệ của Sở Khoa học Công nghệ để mà xây dựng và phát triển cái nhãn hiệu này. Tuy nhiên thì trong cái quá trình gặp một số khó khăn. Ví dụ như là chúng tôi lo lắng nhất là vấn đề mà giả. Ở trên thị trường chắc chắn sẽ có giả nếu chúng ta làm công tác quản lý không tốt. Nếu như chúng ta được trang bị cái mã vạch trên cái sản phẩm bao bì thì hạn chế đến mức thấp nhất cái vấn đề mà giả để mà giữ được cái thương hiệu của cái gạo nếp quýt đại tẻ. Thì chúng tôi mong rằng là các sở ngành cũng tạo điều kiện giúp đỡ địa phương chúng tôi để mà chúng tôi xây dựng cái thương hiệu, bảo vệ cái thương hiệu này nó bền vững trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để nếp quýt phát triển thành thương hiệu hàng hóa bền vững, dự án nghiên cứu, bảo tồn, phục tráng và bình tuyển giống nếp quýt đã được triển khai nhằm khắc phục tình trạng giống bị thoái hóa, giúp người dân chủ động lựa chọn cây giống trong sản xuất. Nếp quýt đạ tẻ đã không là giấc mơ thương hiệu nữa mà đã trở thành hiện thực. Trong tương lai không xa, cùng với lúa gạo Cát Tiên, nếp quýt đạ tẻ sẽ trở thành niềm tự hào của Lâm Đồng khi cơ hội xuất khẩu sản phẩm này sang các thị trường khó tính ngày càng rộng mở.